Ok, và đây chính là chiếc đèn video tốt nhất cho túi quần của các bạn, Ulanzi LM07. Ok, như các bạn có thể thấy là trên tay mình đang cầm đó chính là chiếc Ulanzi LM07. Và cảm nhận đầu tiên khi mà mình được trên tay cái sản phẩm này, đó là nó rất là khác so với các sản phẩm đèn trước đây của nhà Ulanzi. Khi nó có tính năng như là một chiếc đèn để quay video, nhưng trong hình dạng của một chiếc đèn pin, thì chúng ta sẽ cùng nhau xét nhiều khía cạnh nhé. Thì ở khía cạnh của một chiếc đèn pin, chúng ta sẽ có một cái build quality nó rất là tốt khi mà được cấu tạo từ kim loại. Ngoài ra thì chiếc đèn này cũng có thể chống được nước ở tình trạng nhẹ. Mình nói là tình trạng nhẹ thế nhá, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó ngoài trời, trong thời tiết mưa nhỏ, hoặc là để trong ba lô đi dưới trời mưa, nó không thành vấn đề. Nhưng mà nếu các bạn ngâm nó vào nước thì sẽ có vấn đề nhé. Thiết kế của nó cũng vô cùng tối giản, khi mà chỉ với 3 nút chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng và điều khiển được đầy đủ các chức năng của đèn. Chúng ta sẽ có 3 mức nhiệt độ màu là 2000 Kelvin, 5500 Kelvin và 8000 Kelvin. Ngoài ra chúng ta cũng có 2 chế độ sáng, đó là chế độ sáng thường và chế độ SOS. Ok, cùng với 3 mức độ sáng thì điều này chắc là sẽ rất là đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người rồi. Còn xét về thông số kỹ thuật thì chúng ta đang có trên tay một chiếc đèn với công suất tối đa là 5W, tích hợp bên trong là một viên pin 2000mAh và thời gian sử dụng có thể lên đến 80 phút tùy theo cường độ ánh sáng. Ngoài ra CRI của nó cũng đạt được hơn 90, thì con số này đã là rất tốt so với các sản phẩm đèn trôi nổi không tên trên thị trường rồi. Thì cho nên là các bạn khi sử dụng cũng không cần quá băn khoăn về chất lượng ánh sáng của nó. Nó hoàn toàn có thể được sử dụng trong các shot quay chụp của các bạn mà không để lại bất cứ khó chịu nào. Và một trong những điều mà mình rất thích trong thiết kế này của chiếc Ulanzi LM07 đó chính là nó có cơ chế zoom. Thì cơ chế zoom này nhìn thì đơn giản và bình thường thôi, nhưng mà khi mà các bạn áp dụng vào các shot quay hay là shot chụp thì nó sẽ tỏ ra vô cùng lợi hại khi các bạn có thể sử dụng nhiều tính năng hoặc là nhiều hiệu ứng từ chiếc đèn này để cho các góc quay của chúng ta hay là các ý tưởng của chúng ta trở nên sáng tạo và thực dụng hơn. Chúng ta có thể sử dụng chế độ zoom và nhiệt độ 8000 Kelvin chẳng hạn cho một thiết bị giả nắng, giả sáng. Ngoài ra chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ zoom để sử dụng nó như là một chiếc đèn spotlight, một chiếc đèn đánh ven hoặc là một chiếc đèn background. Rất là nhiều tính năng cho một thiết bị nhỏ, gọn, đút vừa túi quần như thế này. Ulanzi LM07 có trọng lượng chỉ khoảng 178g, cùng với chiều dài là khoảng 162mm, thì đây là một cái kích thước nó rất là nhỏ, gọn và tiện lợi, có thể dễ dàng mang đi di chuyển khắp nơi. Khi mà mình đặt so sánh với chiếc iPhone thì nó còn chưa to bằng chiếc iPhone nữa các bạn. Điều này dẫn đến cho việc là chúng ta có thể hoàn toàn bỏ nó vào túi quần và đi cả ngày, quay cả ngày mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Tổng kết lại thì Ulanzi LM07 là một chiếc đèn quay video, chụp ảnh rất đáng để trải nghiệm khi mà nó có một thông số rất là tốt, nhỏ gọn, dễ dàng mang đi khắp nơi, cùng với thiết kế rất là sáng tạo, cho nên là nó có thể mang đến cho các bạn những trải nghiệm sử dụng rất là tốt. Thì các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy để lại bình luận ý kiến bên dưới nhé. Và hãy nhớ like, share, subscribe kênh Healing, cùng với để lại comment tranh luận với mình về sản phẩm này bên dưới. Thank you.